Ok, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì như các bạn biết, mình là một người kiếm tiền online, nhưng mà để mà kiếm được khoản tiền ấy mà nó bền vững ấy thì chúng ta cần phải có kế hoạch cho những khoản tiền đấy. Thì thông thường với một người như mình thì đây là giải pháp của mình thôi. Ví dụ như mình đi kiếm lại được 10 đồng. Ví dụ mình kiếm được 10 đồng nhá, thì mình sẽ bỏ ra 5 đồng để mà chi trả chi tiêu mọi thứ cần thiết, quần áo, ăn uống, mặc mày, mặc biết các thứ, rồi lên sàn bay chẳng hạn đấy. Ok, thì đấy là những cái chi tiêu hàng ngày chúng ta cần có tiền điện, tiền nước, đây là hoàng linh tinh, là mình sẽ bỏ ra 5 đồng. Thì 5 đồng còn lại thì mình sẽ bỏ ra khoảng 2 đồng để mà tiến hành đầu tư, để mà đầu tư vào online chẳng hạn, đầu tư online, đầu tư thiết bị, rồi đầu tư là hoàng linh tinh. Nói chung là để bỏ ra về vấn đề đầu tư thì cái này thì các bạn xem trên kênh mình đều biết cả. Ok, chúng ta còn 3 đồng. Còn 3 đồng thì đối với mình ý, 2 đồng thì mình sẽ dùng để mà đầu tư cho cái kế hoạch, có nghĩa là tiết kiệm, thực ra đúng hơn là tiết kiệm cho cái kế hoạch, ví dụ kế hoạch đi du lịch, kế hoạch mua nhà, mua xe, kế hoạch mua đồ công nghệ, đại khái là một khoản đầu tư tiết kiệm như vậy. Còn 1 đồng mình sẽ dùng để đầu tư cho tương lai xa xa xa, để nghỉ hưu khoảng 20 năm chẳng hạn đấy. Bởi vì thực ra nếu mà tương lai xa như vậy, chúng ta chỉ tiết kiệm với 1 đồng là quá đủ rồi, không cần phải tiết kiệm quá nhiều đấy. Ví dụ như các bạn có thể làm được 10 triệu thì các bạn có thể làm theo công thức như vậy, hoặc là các bạn là có thể kiếm hơn thì cũng được, làm được 10 triệu thì có thu nhập khoảng 10 triệu một tháng thì có thể áp dụng phương thức như vậy. Đối với mình thì ở Hà Nội thì nó chi tiêu nó có vẻ khắt khe, nhưng mà nếu như các bạn ở những cái vùng tỉnh lẻ thì các bạn sẽ chi tiêu sẽ rất là ít, thì các bạn có thể tăng cái mức đầu tư lên hoặc là tăng cái mức tiết kiệm lên, tùy vào độ cá nhân các bạn như thế nào thì các bạn có thể tăng điều đấy. Ok, thì đợt trước mình đã nói cho các bạn về cách thức mà để các bạn tiết kiệm cho một tương lai xa xa xa, xa để mà các bạn có thể mà có một tương lai tươi đẹp, rồi các bạn đã có thể nghỉ hưu mà không cần phải làm gì. Thì đợt trước mình đã giải pháp rồi. Ngày hôm nay mình sẽ nói ở cái mục đó là làm thế nào để các bạn tiết kiệm ra để có những chuyến đi du lịch, đồ công nghệ, tậu nhà, tậu xe, tậu cái gì bạn muốn. Ok, thì đây chỉ là một giải pháp mà mình cũng là người áp dụng thôi. Đó là một khoản tiết kiệm. Thì bây giờ mình sẽ đi vào nói qua cho các bạn xem. Thực ra đây nó lưu ý là chỉ là một giải pháp thôi nhá, nó không phải mà giải pháp thì thường hay là không toàn vị, không có gì là toàn vị cả. Sau này mình sẽ làm thêm clip như kiểu này nữa thì mong các bạn ủng hộ. Ok, chúng ta vào xem luôn. Ok, thì thực ra chúng ta có vô vàn phương pháp để mà tiết kiệm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái series của TP Bank, nghĩa là Tiền Phong Bank. Thì cái này của thực ra nó thuộc của ngân hàng TP Bank. Thì các bạn có thể download app bằng cách việc là lên CH Play search TP Bank như này, logo hình này, là có thể download cái app này về. Mọi thứ nó rất đơn giản, các bạn chỉ việc download app về, đăng ký tài khoản là xong. Đây mình sẽ vào này. Ok, mình đã nhập tài khoản, đợi chút để mình nhập mật khẩu. Đấy, ấn đăng nhập. Đấy, ok. Đây nhá, thần may mắn super ở đây, nó có những cái sự kiện các bạn thể khám phá ngay. Ở góc này, ở góc đầu tiên chỗ phần này là phần tiết kiệm. Chúng ta có thể tiết kiệm gói du lịch, công nghệ hay tậu xe, mua nhà, học tập hay đám cưới, hay gia đình hay mục tiêu khác. Thực ra mấy cái này ấy, mình nói thật chỉ kích vào du lịch này. Đến tiếp tục này. Các bạn nhận gói cái lãi suất của nó này, các bạn nhìn này. Thực ra cái mục tiêu của bạn ấy nó đặt ra gọi là cái mới mục tiêu này nó đặt ra gọi là cho bạn cho xem nó có gọi là cái gì đó cụ thể thôi, chứ còn mang nhiều cái sự khác nhau thì nó hoàn toàn không có. Khác nhau là mỗi cái tên hình chữ, chứ còn ví dụ như du lịch thì lãi suất nó vẫn thế, mà tiết kiệm cho công nghệ thì nó vẫn thế, và nó cũng không đề ra cho các bạn là nếu như tiết kiệm cho du lịch thì cái mà ví dụ như nếu như tiết kiệm cho du lịch thì các bạn cần phải tiết kiệm bao nhiêu là cho hợp lý, nếu như bạn tiết kiệm cho công nghệ thì cũng bao nhiêu là cho hợp lý thì nó cũng không nói. Nhưng mà nếu như mà bảo nó nói cái này thì nó cũng không được, bởi vì biết là bạn thích đi du lịch ở nước nào, bạn biết bạn thích đi mua đồ công nghệ cái gì, bạn mua cục gạch nó khác, mà bạn mua iPhone X nó khác, mà X Max nó khác, Note 9 nó khác. Nói chung là cái đấy nó cũng phải tùy thuộc vào rất nhiều thứ, nên sao họ có nói thì cũng rất là khó. Thêm nữa rằng là nó mới phát triển thì chắc là sau này nó sẽ có cái gì đó hay ho hơn. Ở đây phần tiếp theo, phần nạp tiền, ở đây chúng ta có thể tạo gói nạp tiền này,
đây, ấn vào công nghệ. Thì về đây mục tiêu là 10 triệu để tích lũy. Cái đợt trước ấy, thì cái đợt trước mình đã gói, chọn cái gói tiết kiệm này, lãi suất là 100, mình chưa 9 giờ hàng ngày, nhắc nhở 9 giờ hàng ngày là mình phải tiết kiệm thu hoạch. Kỳ hạn được tiết kiệm tích gửi đây, chúng ta ấn bắt đầu này. Đấy, gửi tiết kiệm qua Tiền Phong Bank, tài khoản của bạn có số dư là 100.000, từ 100.000 đồng lên, gửi tiết kiệm từ thẻ ATM của ngân hàng khác. Có nghĩa là các bạn có thể là sử dụng tài khoản của Tiền Phong Bank để gửi tiết kiệm, hay là sử dụng thẻ ATM khác. Tiền gửi tối đa là 100 triệu đồng, tiền gửi tối đa mỗi ngày, mỗi lần ý, là 100 triệu đồng, tiền gửi tối đa mỗi ngày là 300 triệu đồng. Thì chắc là cũng chả bạn nào gửi đến tối đa như thế đâu. Ok, đấy là phần nạp tiền để cho các bạn biết để gói này. Phần khám phá. Ở đây thì cái ứng dụng tiền này, mấy cái này, ba cái này thì nó sắp ra mắt. Có mỗi cái phần Super Salary lãi khủng. Cái phần này ấy, thì để cho các bạn nếu như mà muốn lãi suất lên đến 8% một năm, kỳ hạn huy động từ 3 đến 36 tháng, được phép rút gốc linh hoạt tùy theo nhu cầu, không giới hạn số lần rút gốc. Thì đây là cái số đối với cái kỳ tiết kiệm kỳ hạn khủng này thì nó chỉ áp dụng với khoản tiền từ 8 triệu đồng đổ lên. Thì cái này tí nữa mình sẽ nói sau. Tí nữa màn so sánh thì mình sẽ nói ưu đãi. Ở đây ưu đãi thì hàng mini game vào CGV các kiểu. Tổng quan của cái app này thì nó đơn giản, nó chỉ là để cho các bạn là đơn giản là kiểu như là lạp tiền vào sau đó thì chờ ăn lãi. Và cái quan trọng nhất là các anh em nhớ để ý đến cái phần quan trọng nhất, nó là phần lãi suất. Thì bây giờ mình sẽ so sánh lãi suất của nó với một thằng tiết kiệm, một thằng khác. Đó là một thằng khá là đơn giản, nó là Vietinbank. Đây, Vietinbank. Đấy. Mình sẽ phần gửi tiết kiệm này. Mình sẽ chọn vào phần gửi tiết kiệm trực tuyến cho bạn xem. Đợi tí. Phần này nhá. Bây giờ phần gửi Vietinbank thì nó không ra một cái app riêng như thằng TB Bank, giống như đây là Vietinbank iPad sử dụng luôn Vietinbank Internet Banking một cách bình thường, còn đây là thằng này nó có gói riêng, có một cái app ứng dụng riêng. Đấy, bây giờ mình sẽ thử này. Ở cái phần cơ bản, phần du lịch thì mình chọn kỳ hạn. Nếu một tháng là 5% một năm, bên chọn kỳ hạn. Ví dụ như là mình chọn kỳ hạn cùng nó bằng nó là một tháng. Với một tháng của thằng Vietinbank thì nó sẽ cho các bạn lãi suất là 4.5% một năm. Vậy là đương nhiên một tháng ở thằng Tiền Phong Bank nó ok hơn đúng không? Là bạn sẽ có một lãi cao hơn. Nhưng đối với thằng Vietinbank thì nó có cho bạn cả một tuần và hai tuần. Đấy, đương nhiên là lãi suất một tháng 5% ngon hơn là 4.5% rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đẩy tháng lên. Vì ở đây có sự chênh lệch 6 tháng là 5.4%, nên ra mình sẽ chọn phần 6 tháng. Ok, nếu như mà bạn 6 tháng thì đương nhiên là cái lãi suất của bạn là 5.8%, 6 tháng ở đây chỉ 5.4% thôi. Thì đương nhiên là cái lãi suất của thằng Vietinbank lại có phần ưu thế hơn nếu như bạn gửi 6 tháng. Nhưng mà ok, thì đối với thằng này thì nó lại có cái này hay hơn ở cái phần này. Nếu như các bạn muốn gửi 6 tháng thì ở cái phần khám phá này, cái super lãi khủng này, cái gửi tiết kiệm này. Đây, mình sẽ ấn tiếp tục cho bạn. Ở đây các bạn chọn cho mình 6 tháng. 6 tháng của thằng này super lãi khủng của nó lên 7.15% một năm. Nhưng mà cái super lãi khủng này nó chỉ áp dụng với số tiền là trên 8 triệu thôi. Còn dưới 8 triệu thì nó lại phải áp dụng với cái kia. Thì nếu như các bạn mà có nhu cầu gửi trên 6 tháng để ăn lãi cao và trên có trên 8 triệu đồng gửi đến 6 tháng lãi cao thì nên sử dụng thằng Tiền Phong Bank, nó sẽ ok hơn. Còn nếu như mà trên 6 tháng mà số tiền ít thì cứ dùng Vietinbank. Thực ra mỗi thằng nó có dù ngân hàng nào đi chăng nữa, đây mình chỉ nói về hai ví dụ, về ví dụ cho các bạn thôi để cho anh em có một cái chiến dịch cụ thể. Ví dụ như là bạn muốn tiết kiệm, thực ra thằng này ấy, về cái tiết kiệm của nó này, nạp tiền này, phần công nghệ này, nó có lời nhắc nhở, nó có kiểu quản lý rồi thế này thế kia của nó rất là ok. Ở cái gói này nó cũng Tiền Phong Bank nó cũng nghiên cứu người dùng để mà là tạo ra cho người dùng một cái gọi là thói quen tiết kiệm ấy. Cái để cho bạn có một cái thói quen tiết kiệm. Những người nào mà chưa có thói quen tiết kiệm, người nào mà khả năng quản lý tài chính thấp kém thì các bạn có thể sử dụng cái này để mà có kiểu là rèn rũa bản thân ấy, kiểu như vậy. Chứ còn nếu như mà sử dụng hàng này thì nó sẽ chưa có tính năng đấy. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng vẫn phải quan tâm đến phần lãi suất để mình so sánh như vậy để cho các bạn xem. Thì ở cái phần này thì mình thấy Tiền Phong Bank làm tương đối tốt ở vì nó có một cái app riêng để nó quản lý cái phần tiết kiệm cho các bạn. Còn thằng này nếu nó tích hợp chung thì không được. Đấy. Ok, thì cảm nghĩ sao của bạn về Tiền Phong Bank hãy comment ở phần mô tả bên dưới. Thực ra đây cũng chỉ là để mang yếu tố ví dụ để cho các bạn
tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Đấy, các bạn có một khoản tiết kiệm thì sau này chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn, bởi vì tiết kiệm là để dành cho tương lai chứ không phải là cho hiện tại. Thế bây giờ các bạn muốn có một tương lai tốt đẹp, muốn một tương lai nhàn hạ, muốn một tương lai an toàn, bền vững thì tiết kiệm chính là mục tiêu mà các bạn cần phải hướng tới và các bạn cần phải học tập. Đấy, ok, đấy là cá nhân mình thôi, còn không biết là các bạn cảm nghĩ sao thì comment phần mô tả bên dưới nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.